Làm gì cho chị? Chị quay lại xem đó mà. Quay ra thôi nhé, không thấy mặt em đâu. Có đăng lên không vậy? Không. Nếu có ca mùa hay hay chị quay cho kênh đại em bữa sau xem đồ đó. Đó, lúc không quay thì thấy, lúc quay thì ra hiền. Thế nằm bên 202 á. Đây cái bao tay được đi trên vui đi ta, bột không này. Không biết lấy kiểu răng lên hiền. Biết con người ta dự định quay nhưng mà chị thấy hắn kiểu hắn giống như cục thịt á. Chờ lâu quá à. Mặt mũi. Chỗ nó đâu có đến nơi đâu mà. Thôi chờ chắc anh. Tám rưỡi là được. Anh nghiêng cái cổ này em lấy cái con cái cổ này. Con đấy to hơn này. Anh nghiêng hẳn cổ ra. Đó đúng rồi. Cái cổ không? Trời trời. Mình nhìn kỹ mới thấy. Anh cứu em quay được không? Mụn được không? Thua mụn đi đúng không? Một đi chịu khó nhé, chị đi từ từ cho nên hơi khó nhìn.
Ông kêu là mấy ngày ông bận đi chơi. Cái ngày mỗi em đi mình có ở nhà đâu. Ông mệt cho ông thích. Thôi cho ông đi Nhật, cho ông theo đuổi đam mê ông đi. Trong đấy ra năm. Ra năm à? Bố mẹ chị kêu là đi hai đi xuất khẩu thì 150, 200 thì bố mẹ chị vay được. Chứ kiểu thấy đi học là phải hết 500 á. Nghĩ lại nữa mà đi về không có chi rồi mang cái nợ tội hắn kìa. Không chịu. Không biết. Kêu ông đi học. Chị có cho ông trả đời nhiều không chị hay là cứ giữ luôn rú nữa. Chị cũng nói biết trại rồi hắn rứa mà trại rồi cũng rứa. Có học gì đâu không? Đi học tiếng Anh này, đi học pha chế học, này. À, học nghề rồi thôi chứ không học gì học đâu đúng không? Ừ. Giờ theo đuổi. Ông thích gì ngủ, ông thích gì? Ừ. Chứ đâu biết khổ là chi đâu. Như con nhà giàu giống như công tử đúng không? Tính ông tính nhỏ thì ông cũng chậm chậm lắm rồi. Chị hồi nhỏ mẹ chị kiểu ông hơi ốm hơn so với cả nhà. Ông bệnh từ nhỏ kìa. Ông kiểu ông lớn á. Mẹ chị khi mua cái chi cũng tốt nhất cứ cho hắn rồi. Ông cũng cưng hắn hơn á. Cái chi không hắn cứ lo, nói chung lo cho hắn á. Suốt ngày lo mắc mệt. Chị la cho mít rồi. Để hắn ra đời đi. Ra hắn biết khổ, hắn biết kiếm đồng tiền, hắn biết quý à. Giữ cái chi anh chị cho, cái chi cũng cho, cha mẹ cho. Giống như đơn giản thôi, chị kia mình xe chị tự kiếm tiền đúng không? Đằng đây thiêu xe à, về mẹ chị cho. Cái chị cũng bố mẹ, cái chị bố mẹ. Nên đâu biết quý đồng tiền đâu. Đâu có biết người ta để có đồng tiền người ta phải vất vả làm đâu. Nhà chỉ có mình hắn đó chứ ai cũng tự lập hết rồi. Ai hãy tự lo. Chứ mẹ chị kia mà kêu bay thương em. Tội hắn như kia đúng. Vì nhà con thương hắn, ai thương nhà con. Hắn là khi mốt cũng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Chị kêu đi hoàn cảnh thì thiếu trên nhà khó khăn khổ sở hơn nhà mình. Khi mốt cũng đổ lỗi cho bố mẹ. Muốn cho đi học mà không có tiền. Hiểu rất là. Nếu không có tiền em phải kiếm tiền mà học. Rồi nhà chị học được mà em không học được. Chị nói anh biết á. Hồi xưa chị hay nói hắn lắm. Chị mệt quá chị không nói nữa. Răng xong đi rồi hiểu. Khi mà cha chị nói là khi mà cha mẹ chết rồi hiểu. Giờ nói mẹ không hiểu đâu. Mệt lắm. Giống như chị hồi xưa chị đi học không có tiền đó. Chị kiếm tiền chị đi học. Chị đâu trách cha mẹ. Là giờ mình có khả năng kiếm tiền thì mình giúp bố mẹ đúng không? Đỡ bao nhiêu. Nhà 9 đứa ít đi. Mà chị 8 đứa đi học, có mình không đi học không? Cho nó thích học thôi nhá. Thì hắn kêu là không có tiền mà cứ muốn người ta đi học quá à. Học cho mình mà để tụi người khác. Trời hơi nhiều. Xong cho chín quạt vào đây nhá, hơi nóng, biết mấy độ.
có tay nhìn gớm như này. Xấu xấu, mềm lũ nè. Chị quay để coi được hộp đó đang đây nha chị. Ừ, không đâu. Nhớ nha. Ừ. Đố em tìm được đó. Ừ. Vậy chị. Ôi chồng xem, chồng thấy. Em xem em còn không biết đó là mụn của em luôn á. Bây giờ chị dùng ra 6-7 lần á. Nó to lắm, chị thấy có mỗi con mụn nè. Không có thấy, không biết cái mặt em răng nè. Nhiều khi cái ngón tay cái chị đựng mụn mà để mụn mà còn không thấy nữa là em biết rồi. Chị thấy được một phần. Đổi tiếp không? Đổi cái khác. Thôi quay luôn đi Hiệu Hiền này. Lỡ không được một cái nữa. À, đi ăn hả? Ừ, ui. Ok, tí nhắn. Đến đầu nữa. Cố gắng em nghe. Cố lên. Sao? Có người làm không? Thì mấy nhiều quá chị. Ừ. Để giùm em. Không có này. Thì có người làm thì bật lên mấy chị đợi mình. Cái gì cần Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Alo. Ai vậy? Ừ, ai vậy? Ai? Ừ. Anh Gấu á. Ơi, anh gọi ở đâu vậy? Dạ. Em khỏe, em đang nặng mụn nè, đau. Khỏe không anh? Ê, để mấy hôm nữa em đi mua kem gửi vô cho anh nha. Gửi vô cho anh của anh nha. Dạ. Em chưa về đi chơi thôi, em nói làm gì đâu. Miền Đông con, miền Tây con. Dạ. Em về quê thôi à. Mà mới đăng hình à. Xong rồi báo chí nó chụp lại quá trời, nó đăng lên quá trời. Xóa luôn rồi. Khủng ghê. Nói chứ đi Hoài mình làm đăng được hề. Nói anh Hoàng. Dạ. Cho mình làm miết ra đi mà. Dạ đâu, em đang đi spa làm mặt á. Đang đi spa làm da á. Hả? Dạ chưa. Chưa, nó lên Sài Gòn nhưng mà em đâu cho đâu, em kêu về Đà Nẵng đã. Em vô Sài Gòn lại rồi cơ. Dạ. Dạ chưa. Dạ. Ok nha, em nặng mụn cái đau quá. Giữ gìn sức khỏe nha anh nha, giữ gìn sức khỏe nha. Đang nói chuyện dạ. Nói chuyện không nổi, còn lấy cái thử. Để đi nhiều về nè. Được hai cái. Kỹ kỹ giùm em. Ok. Wow. Nãy chị sợ không đủ. Nãy thấy anh phiêu phiêu á kìa. Không dám chuyện. Thôi kể đi. Phiêu quá. Chắc ráng 20 phút thôi chứ. Chị cũng nhìn không thấy đường rồi. Thôi đắt gì. À đây, mũi. Chụp chả. Thank you.